Vâng, mình đang quay cho các bạn xem một cái set dây chuyền nhé, kết hợp giữa một cái mặt thánh giá 4 chỉ và một cái dây chuyền 2 cây. Đây là một cái sản phẩm mà rất là cân đối và rất là đẹp luôn. Thì mình quay nhé để cho các bạn xem mẫu. Đó, thì nếu như bạn nào mình thích cái dòng dây dẹt mà các bạn thích đeo cái trọng lượng vừa phải và cái độ to vừa phải thì các bạn hãy tham khảo mẫu này. Và đặc biệt là các bạn lại thích cái mặt thánh giá nữa nhé. Đó, thì các bạn có thể kết hợp cái mặt này với cái dây 2 cây thì rất là cân đối và đẹp. Mẫu này thì mình hiện tại mình mới có một cái khuôn tầm 4 chỉ này thôi mọi người nhé. Đây là một cái mặt thánh giá mà có cái dáng rất là đẹp, hình chúa, hình chúa Giêsu rất là nét. Đấy, rất là nét mọi người. Đeo cái này thì sẽ cảm thấy là thích luôn nhá. Và đằng sau thì nó như thế này mọi người này. Đó, thì mẫu này thì các bạn có thể đeo từ dây 2 cây đến 2 cây rưỡi cũng được. Đấy, thì nó khá là cân đối. Đây là cái kiểu dạng dây vân đơn mọi người nhá. Đó, cái này mình đã có video giới thiệu chi tiết rồi. Bạn nào cần xem kỹ hơn thì các bạn hãy tìm cái video mình mới đăng nhá. Đó, thì hôm nay thì mình kết hợp thêm một cái mặt thánh giá như thế này để cho các bạn xem. Nếu như bạn nào mình đang cần tìm một cái mặt thánh giá và đang cần tìm một cái dây để kết hợp cùng với nó thì các bạn có thể tham khảo cái set này. Nếu như các bạn không thích cái dòng dây dẹt thì mình hoàn toàn có thể thay sang cái dòng dây khác, ví dụ dòng dây thân tròn hay là dây vảy rồng. Còn các bạn cũng có thể là kết hợp với lại cái dòng dây xích mọi người nhé, để đeo với cái mặt thánh giá như này cũng rất là ok. Đấy, thì ở bên nhà mình chuyên cái dòng sản phẩm bạc ta đó, và mình hầu hết là mình làm hàng đẹp thôi mọi người nhé. Đấy, mình không có làm hàng chợ và mình không có bán hàng kém chất lượng đó. Các bạn nhìn cái sản phẩm bạc đẹp ở bên nhà mình thì nó rất là sáng luôn đó, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Nếu như các bạn ở xa mà các bạn thực sự có nhu cầu đang cần tìm một cái sản phẩm bạc đẹp mà có chất lượng, đấy thì các bạn hãy tham khảo những cái sản phẩm bên nhà mình đó. Bên nhà mình là mình cam kết với các bạn là chất lượng sẽ là chuẩn luôn. Đấy, riêng hàng đặt thì các bạn không phải yên tâm về, không phải lo về chất lượng mọi người nhé. Đó, thì đây là một cái mẫu để cho các bạn tham khảo nếu như bạn nào mình thích cái mặt thánh giá và thích cái dòng dây dẹt. Còn trong cái kênh của mình cũng như là Zalo mình có rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm khác mọi người nhé, mà mình chưa up được lên kênh. Nếu như bạn nào mình có nhu cầu đấy và muốn tìm hiểu về cái dòng sản phẩm bạc ta và đặc biệt là những cái mẫu sản phẩm bên nhà mình thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh nhé. Đấy, và các bạn kết bạn Zalo để các bạn vào xem rất là nhiều những cái mẫu ảnh sản phẩm mình có lưu lại ở trên trang cá nhân của mình đó. Và các bạn nếu như mà các bạn tìm được đến những sản phẩm bên nhà mình thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng đó. Mình sẽ ship hàng tận nơi theo cái địa chỉ mà các bạn yêu cầu mọi người nhé. Đó, bên nhà mình bán hàng rất là uy tín đấy và có trách nhiệm cho các bạn, cho nên là các bạn không phải lo về vấn đề là hàng có đảm bảo hay không, hay là shop có đảm bảo hay không mọi người nhé. Đấy, bởi vì bán hàng trên mạng như này thì cũng có rất là nhiều người bán đó, thì cũng có người nọ người kia đó, nhưng mà riêng các bạn đã gặp được shop bên nhà mình rồi thì các bạn hoàn toàn yên tâm đó, mình sẽ cam kết cho các bạn điều đó. Đó, mình hàng đẹp thì mình nói đẹp, còn hàng thường thì mình nói thường. Đấy, rất là rõ ràng luôn mọi người nhé. Đó, thì bạn nào mình quan tâm đến những cái sản phẩm bạc ta hàng đẹp thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Đấy, và các bạn hãy kết bạn Zalo để mình gửi cho các bạn xem rất là nhiều những cái mẫu khác nữa. Đó, thì mình xin được dừng cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.